Vâng, hello toàn thể các bác nhá. Bên em lại tiếp tục lên sóng các bác về những mã sản phẩm rất VIP của Đức. Đây là các mã sản phẩm của dòng loa MUF. MUF thì anh em đang vệ sinh thì có dòng bát 25 này, bát 30. Đây là mã TF nhé. Nè, đây là mã TF 12, sở hữu một bát 30, một tép kèn. Để bên em quay cái nội thất cho các bác cái mã này đầu tiên nhé. Mã TF 12 rất đẹp nhé. Tép kèn của dòng MUF TF 12 này, tép kèn rất khủng nhé. Và đây này, quả bát này, quả bát rất đẹp, rất chắc chắn nhé. Đấy, em ngửa ra nhé. Đấy, các bác chiêm ngưỡng về cái bát TF 12 đẹp, rất đẹp nhé. Đây, anh em sẽ quay cái thông số để các bác được chiêm ngưỡng MUF. Và những mã sản phẩm này được sản xuất vào những năm 2015 này, 30 tháng 1 2015, rất đẹp nhé. Phần tần này, phần tần rất gấu nhá, rất khổ, rất nặng nhá. Cái củ bát này rất nặng. Những cặp này thì có giá vào 10.500.000 nhá các bác nhá. Đấy, và cái mã VH12, cái mã VH12 thì đây, cái củ của nó khủng hơn. Dòng này có giá vào 11.500.000 này. Đây, củ riêng cái củ bát của dòng VH12. VH12. Đồng cái củ này nó cũng nặng 9 cân, 9 cân rưỡi các bác nhá. Và đây cái kèn, cái kèn của dòng VH với cả dòng TH thì nó giống nhau nhá. Cái củ thép kèn. Thép kèn của dòng VH thì nó cái nhựa kèn nó làm gọn hơn một chút thôi. Này, đây là củ của TS10, TS12. Ở đây là hai củ nó là một nhá, nó chỉ khác nhau cái họng kèn một chút thôi. Như cái củ của thằng VH thì nó khủng hơn. Và đây là tổng thể cái ngoại hình của dòng VH. Rất đẹp nhá, tổng thể của nó. Nó thùng rất sâu nhá. Rất sâu. Em sẽ quay cái phần tần. Cái phần tần của dòng. Đấy, các bác chiêm ngưỡng này. Phần tần của VH12 nó khủng, rất khủng nhá. Rất khủng luôn. Và tiếp đến là cái mã sản phẩm của dòng TS10 này. Này, TS10 thì cái bát này của nó là gân béo nhá. Gân béo dòng này đưa ra cái âm bát, âm trầm của nó đánh như bom luôn này. Củ nó khủng lắm. Đây, cái củ của dòng TS10 TS10 bát 25 rất gấu nhá, côn rất khủng, bát gần béo ấy. Và phân tần thì các bác khỏi phải suy nghĩ về cái phân tần của dòng TS10 TS10 nhá, phân tần rất khủng này. Đấy, các bác nhìn to như một quyển vở này, rất to nhá. Và đây là củ kèn này. Củ kèn. Nói chung là những sản phẩm của Đức và đặc biệt là sản phẩm của dòng MUF nó đều đưa ra những chất âm rất hay, rất hay nhé các bác nhé. Và đặc biệt cái mã TS10 này, TS10 nó sở hữu cái gân béo này nên là cái giải bát của nó đánh âm trầm của nó đánh phê lắm các bạn ạ, đánh cực phê. Nó phun như âm trầm chắc chắn là không có đối thủ rồi. Âm trầm của dòng loa phun TS10 này chắc chắn là các dòng loa phun khác sẽ không trị được, không dám so sánh với cái giải trầm của dòng TS10 này. Mà giá rất êm nhé các bác nhé, giá 5.500.000 một cặp nhé, giá quá tình yêu rồi các bác, được sở hữu những cặp loa MUF. Và các bác thích phân khúc nào thì các bác cứ alo cho em nhé. Và hai số hotline của em đây, các bác cứ alo cho em qua hai số hotline, hai số nào cũng được. Và thông báo các bác bên em về và cũng đã có một cặp nó bị lai bát này. Này, cặp này lai bát rất khủng nhá. Đây là cái đời VH12 và cho các bác một cái giá rất, đưa ra một cái giá cho các bác, gạn hết giá cho các bác nhá.
thùng VH12 này, tép của nó này, phân tần xịn này. Nó chỉ like mỗi cặp bát này thôi nhá. Bên em căn chỉnh được cái giá rất tốt cho các bác, chỉ có giá vào 7.500.000 được một cặp loa thùng xịn, tép xịn, phân tần xịn, chỉ like cặp bát. Nhưng mà chất âm của nó thì không khác gì nhá. Về những cái dòng loa kia rất hay nhá. Đây là cổ bát này, khủng chưa các bác, 7.500.000 nhá, giá quá tình yêu cho các bác nhá. Và các bác muốn sở hữu những cặp loa line hay cặp loa zin thì các bác cứ alo cho em nhé qua hai số phone này. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video.